Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng trên kênh VTC14. Mở đầu bản tin là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Sau 5 tháng thông xe, quốc lộ 1 đoạn qua địa phận phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã xuất hiện tình trạng hỏng hóc, sụt lún nghiêm trọng. Theo ghi nhận, tình trạng hư hỏng cục bộ xuất hiện từ cuối tháng 2 năm 2016, kéo dài từ km 1235 đến km 1236 với tổng chiều dài đường hư hỏng là 0,35 km trên 35 km toàn tuyến đường. Theo đại diện ban điều hành BOT quốc lộ 1 đoạn Nam Bình Định và Phú Yên, đây là đoạn đường có độ dốc lớn nên chịu nhiều lực hãm xe gây ra hư hỏng cục bộ. Thêm vào nữa, sau khi thông xe mưa nhiều, cộng với việc sử dụng nhựa thường để thi công thay vì nhựa polymer như khuyến cáo của Bộ Giao thông Vận tải nên đường nhanh chóng bị hư hỏng. Hiện nhà thầu đã sửa chữa được 50% số đoạn đường bị hỏng và dự kiến sẽ hoàn thiện công tác khắc phục trong cuối tháng này. Thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, trong tháng 2 năm 2016, cả nước đã xử lý 1.586 xe vi phạm về tải trọng, 94 xe vi phạm về kích thước thùng hàng. Riêng lực lượng thanh tra các cục quản lý đường bộ cũng đã xử lý 183 xe vi phạm tải trọng và kích thước thùng hàng khác. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2015, công tác kiểm soát tải trọng xe trong tháng 2 năm 2016 đạt được kết quả tốt hơn, số xe vi phạm tiếp tục giảm trên 60%. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng các chủ xe, lái xe lợi dụng lúc các lực lượng chức năng tập trung cho nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông để chở hàng quá tải, lưu thông qua một số địa phương, nhất là trên quốc lộ 6, quốc lộ 4G, tỉnh Sơn La, quốc lộ 32, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 21B, địa phận thành phố Hà Nội, quốc lộ 22B, tỉnh Tây Ninh và quốc lộ 62, tỉnh Long An. Sau một thời gian lựa chọn phương án, cuối cùng Đà Nẵng cũng đã quyết định xây hầm chui phía tây cầu sông Hàn thay vì phương án xây cầu bắc qua sông. Theo đó, hầm chui sẽ nằm trên đường Trần Phú, tại điểm giao cắt với đường Lê Duẩn, dẫn lên cầu sông Hàn với tổng chiều dài tuyến là 400m, trong đó phần hầm kín dài 40m, rộng 7,5m, tổng mức đầu tư là 137 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác. Mục tiêu của dự án nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông khu vực nút, giảm tải các tuyến đường Trần Phú và Lê Duẩn, đồng thời tạo cơ sở hạ tầng phục vụ tổ chức tuần lễ cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa đề xuất việc đi xe buýt trở thành một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của nhân viên. Theo sở này, việc cán bộ chịu đi xe buýt cũng sẽ thu hút người dân đi xe buýt để cứu vãn việc người dân quay lưng với xe buýt hiện nay. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, trong những năm gần đây, lượng hành khách đi xe buýt liên tục giảm. Cụ thể, năm 2013 có 411,2 triệu lượt khách, năm 2014 có 367 triệu lượt, năm 2015 chỉ còn 334,54 triệu lượt. Tình trạng phân biệt đối xử với một số đối tượng ưu tiên, tranh giành khách, phóng nhanh vượt ẩu hay trộm cắp trên xe buýt vẫn còn tồn tại. Thưa quý vị, khoảng 11 giờ 30 phút trưa nay ngày 20 tháng 3, một tàu kéo xà lan từ hạ nguồn lên thượng nguồn sông Đồng Nai khi đi qua cầu Gành đã đâm gãy một móng cầu khiến hai nhịp cầu bị sập xuống nước. Một số người tham gia giao thông và phương tiện bị rơi xuống nước. Sau khi sự việc xảy ra, ít nhất 5 cano của cảnh sát giao thông đường thủy được huy động để tìm kiếm người bị nạn. Nhiều người được cho là mất tích. Tuy nhiên, đến 14 giờ chiều nay, theo lời khai của các nhân chứng tại hiện trường, không có người mất tích, hai nạn nhân được cứu sống. Một người tự bám vào thành sắt cầu leo lên, có 4 xe máy bị rơi xuống nước. Đơn vị này đang tiếp tục xác minh làm rõ. Nước sông Đồng Nai đang dâng cao nên công tác cứu hộ gặp không ít khó khăn, phải đợi đến khi nước rút, lực lượng cứu hộ mới tiến hành trục vớt chiếc xà lan. Cầu Gành sập khiến đường sắt Bắc Nam bị gián đoạn, nhiều tàu từ Hà Nội vào phải ở lại ga Biên Hòa. Ngành đường sắt đã chọn phương án ga Biên Hòa sẽ là ga cuối vận chuyển hành khách Bắc Nam thay ga Sài Gòn. Ga Hố Nai huyện Trảng Bom sẽ hỗ trợ ga Biên Hòa.
Cách đây 5 năm, ngày 6 tháng 2 năm 2011, đoàn tàu khách SE2 chạy hướng thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội khi đến cầu Gành đã đâm phải 6 ô tô làm 2 người chết, 15 người bị thương. Sau tai nạn, Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp xây cầu đường bộ Bửu Hòa phía hạ lưu cầu Gành nhằm tách cầu chung giữa đường bộ và đường sắt. Tháng 4 năm 2013, khi cầu đường bộ Bửu Hòa đi vào hoạt động, Bộ Giao thông Vận tải đã cấm tất cả ô tô lưu thông qua cầu theo cả hai chiều. Xe hai bánh chỉ cấm một chiều từ phường Bửu Hòa qua trung tâm thành phố Biên Hòa theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, thời gian qua sở đã tăng cường kiểm tra xử lý các doanh nghiệp vận tải vi phạm trên địa bàn. Tuy nhiên tình trạng vi phạm thì vẫn diễn ra. Trước tình trạng này, các bến xe cho biết cũng sẽ tăng cường quản lý xe khách trong bến thông qua nhiều nguồn khác nhau. Các nguồn này có thể do hành khách phản ánh hay là thông tin từ báo chí. Sau khi bến xe xác định đủ cơ sở là phương tiện đó vi phạm thì bến xe cũng xử lý theo thẩm quyền và nội dung của bến xe là đình chỉ phương tiện từ 1 đến 15 ngày. Nếu trường hợp vi phạm nặng hơn nữa thì tiếp tục báo cáo lên cấp trên, công ty, sở. Khi đó Sở Giao thông Vận tải sẽ có chỉ đạo tiếp theo. Tuy nhiên chỉ những trường hợp nhà xe vi phạm trong bến thì bến xe mới có thể xử lý, chẳng hạn như nhổ nhét quá số lượng khách, xe không đủ điều kiện xuất bến như đăng kiểm hết thời hạn, thiếu phương tiện chữa cháy. Từ đầu năm đến nay, bến xe Mỹ Đình, một trong những bến xe có tần suất phương tiện hoạt động lớn, đã đình chỉ đối với 8 trường hợp nhà xe vi phạm thông qua việc tiếp nhận phản ánh của hành khách, các lực lượng chức năng. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, tất cả các xe tải từ 7 đến 10 tấn phải lắp thiết bị giám sát hành trình hay còn gọi là hộp đen. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, theo các doanh nghiệp vận tải, chất lượng hộp đen hiện nay chưa thực sự ổn định. Hơn nữa, việc khai thác sử dụng thì còn nhiều bất cập. Đối với các hãng vận tải lớn có nhiều đầu xe, sẽ có tình trạng sử dụng thiết bị của nhiều nhà cung cấp, do đó không có sự đồng bộ thống nhất trong hệ thống. Đối với quy định lái xe 4 giờ liên tục cũng còn nhiều bất cập vì tình trạng tắc đường liên tục xảy ra, do đó có ý kiến cho rằng nên tính theo số km và khống chế số km lái xe thay vì thời gian nghỉ. Đa số các doanh nghiệp vận tải tuyến cố định đều khai thác thiết bị giám sát hành trình, tuy nhiên đối với xe hợp đồng thì việc xử phạt từ thiết bị giám sát hành trình chưa chặt chẽ. Hiện nay mới chỉ xử lý thu hồi phù hiệu đối với các xe chạy tuyến cố định, vì vậy phải có biện pháp xử lý triệt để đối với xe hợp đồng, tạo sự công bằng trong kinh doanh vận tải. Để hiểu rõ hơn về nội dung hướng dẫn của các biển báo giao thông thường gặp, mời quý vị và các bạn đến với clip giới thiệu về những biển chỉ dẫn giao thông đường bộ phổ biến tại Việt Nam. Thank you.
uống rượu bia và lái xe, giá đắt phải trả. Thưa quý vị, sau hàng chục năm đi vào sử dụng thì nhiều cây cầu hiện đã xuống cấp nghiêm trọng và đã hết hạn sử dụng, song vẫn đang tiếp tục phải gồng mình trong hoạt động giao thông. Những con đường mới mở rộng 7m nhưng cầu lại chỉ có hơn 3m làm cản trở đến hoạt động sinh hoạt sản xuất. Sự bất hợp lý này đã tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn giao thông đang ngày đêm đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân, ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh. Cầu Chu, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà. Sau 30 năm đảm bảo giao thông thông suốt giữa huyện Lộc Hà với quốc lộ 1A, đồng thời là tấm ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ và tưới tiêu của người dân địa phương, đến nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Từ ngoài vào trong, tất cả đều đã rệu rã. Trong khi tuyến đường hai đầu cầu được nâng cấp mở rộng đến 7m, thì bề rộng mặt cầu chưa đầy 4m này thực sự trở thành điểm nghẽn giao thông. Cái bất hợp lý là mặt cầu quá chật hẹp, cho nên là người dân là không yên tâm về vấn đề con em đi học, đặc biệt là trong cái mùa mưa lũ, và do cái chân cầu, do cái mặt cầu hẹp á, cho nên cách đây khoảng hơn một năm thì có một ông già chưa đến 70 tuổi mà đi về chói đèn của ô tô, cho nên ông ngã chết. Sản xuất vụ hè thu của các xã miền bốn xã này, Tân Lộc, Hồng Lộc, An Lộc và Thịnh Lộc thì rất là bấp bênh, cho nên là trong quá trình chỉ đạo sản xuất hè thu thì cũng rất khó khăn. Tuy nhiên là huyện có những khắc phục. Đấy, nhưng mà cái nút quan trọng nhất vẫn là cái cầu trụ này được là xây dựng mới. Còn đây là cầu Trợ Vực ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tuổi thọ tương đương cầu trù. Từ khi đường cứu hộ cứu nạn Cẩm Xuyên Kẻ Gỗ được nâng cấp mở rộng, cầu Trợ Vực trở thành nút thắt cổ chai. Để lưu thông qua đây, các xe buộc phải xếp nối đuôi nhau qua từng chiếc một. Do trọng tải thiết kế H13 nên đến nay cầu Trợ Vực đã không còn phù hợp với tải trọng các loại xe đời mới. Đấy thì mang chỗ là học sinh đi lại đấy đúng. Cho nên là cái thứ hai là cái thứ ba này, cái rảnh đi đây để dẫn đến vấn đề là người đi đấy hay bị mắc và hay bị bổ chỗ đấy đấy. Cho nên anh có thì khắc phục cái nào đó thì khắc phục. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh, hiện trên địa bàn Hà Tĩnh có 15 cầu lớn đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó có 4 cầu được xếp vào hạng cấp bách cần được nâng cấp làm mới, đó là cầu Trù, cầu Nầm, cầu Hương Giang và cầu Trợ Vực. Riêng cầu treo Nầm và Hương Giang, trụ tháp bị lệch nghiêng, cáp bị trùng, dầm dọc, dầm ngang cầu thường xuyên bị nứt gãy. Nếu không được nâng cấp làm mới kịp thời sẽ là những ẩn họa khôn lường cho người dân khi tham gia giao thông qua những cây cầu này. Ở các cái cầu này cần phải sớm được triển khai, đặc biệt nếu trong thời gian là từ năm 2016 đến 2020, tức là trong kế hoạch trung hạn 5 năm. Dù Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh đã nhiều lần có tờ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng lại cầu cũ, và mặc dù Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn chấp thuận báo cáo đề xuất đầu tư, tuy nhiên quá trình triển khai vẫn còn gặp nhiều vướng mắc và sẽ phải mất thêm nhiều thời gian để có được những cây cầu mới thay thế. Điều đó đồng nghĩa với việc sự an toàn của người dân tiếp tục bị đe dọa. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.